Mình sẽ chia sẻ cái món chân giò luộc nhé, làm sao để ngon. Mà mình sẽ luộc cả cái và gồm có cả xương ở bên trong nhé. Vì nó to nên mình bỏ cái phần móng đi thôi. Để luộc thì mình sẽ ngâm, sẽ trần sơ chân giò này với một chút muối này, cho vào luộc từ lúc nước còn lạnh nhé. Cho chân giò với muối này vào khi nước còn lạnh như này để chúng ta trần để cho nó hết cái bẩn đi. Sau đó mình mới mang mình đi luộc. Trần xong này nhá, bây giờ mình tắt bếp mình mang đi, mình xả nước lạnh vào và rửa lại thật sạch nhé, rồi mang nước mới để luộc. Khi mà rửa sạch lại xong ấy, và bây giờ mình lại tiến hành luộc nhá. Luộc thì các bạn cho mình này, hành tím này, gừng này, rửa sạch và đập dập này, bột lêm này, muối trắng này. Và chúng ta chỉ cần đợi đến khi nước nó sôi thì chúng ta hớt bớt bọt đi, rồi đun sủi với lửa nhỏ và cứ luộc như vậy. Nếu mà không có xương ở trong thì chúng ta chỉ luộc khoảng 25 đến 30 phút là chín. Còn nếu mà với có xương ở trong này thì mình cứ luộc 1 tiếng nhé. Với lửa nhỏ thì thịt nó sẽ chín. Và bây giờ đậy hé vung để cho nó nhanh sủi nhưng nó không bị bọt nhiều. Nó sôi rồi nhá. Và mình thấy bọt không hề có là vì mình đã vớt bọt. À, mình đã trần thịt rồi ấy. Thế nên bây giờ mình cho lửa sôi lửa nhỏ như vậy thôi. Và đậy vung kín lại, không cần phải hớt bọt nữa. Và bây giờ cho lửa vừa vừa nhỏ như vậy và đun sủi, cứ lửa tiếng mình lật một lần. Và với cái chân giò to như này mà có cả xương thì mình sẽ luộc lửa 1 tiếng nhé. Và mình sẽ bỏ ra, tắt bếp và đợi cho nguội. Sau khi mình luộc được 1 tiếng và mình cũng đã lật đấy nó như vậy thì bây giờ mình ngâm cho nó nguội rồi, bây giờ vớt ra để cho nó đây. Khi mà xiên vào nó rất là mềm ngon như vậy rồi, bây giờ vớt ra để cho nó ráo, sau đó cất vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Cất vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 1 đến 2 tiếng cho nó cứng hơn, thì sau đó lúc đấy mình mới lọc ra mình thái ăn sẽ cực kỳ ngon luôn và thơm ấy. Cái nước luộc ấy thì mình sẽ dành để mình nấu canh, nấu cháo. Thì chân giò sau cất vào ngăn mát tủ lạnh nó cứng hơn rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ thái nhé. Thu luộc cả cái xương này, khi mà chưa tách ra thì ăn thịt nó sẽ rất là ngọt ngon. Các bạn ăn đến đâu thì các bạn cắt ra các bạn thái đến đấy nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy này, cái phần thịt này, phần xương này nhìn nó rất là ngon luôn ạ. Rồi mình sẽ thái nhé, thái mỏng thôi. Chân giò phải thái mỏng nó mới ngon. Thái miếng bản to, mỏng. Khi luộc như này thịt nó rất là thơm luôn. Mềm, thơm, ngon. Mà thịt lại hồng hồng đỏ đỏ bên trong ấy, là do mình luộc với lửa nhỏ. Các bạn sẽ thấy mình cái thịt nó rất là hồng, rất là đỏ, rất là ngon như vậy. Và cái phần còn lại thì mình cất vào ngăn mát tủ lạnh. Và khi hôm sau ăn thì mình lại thái tiếp nhé. Kiểu này ấy, thịt nó vừa hồng vừa ngon này, và thịt không hề bị mất cái ngọt đi ấy. Rồi mình sẽ dừng clip này đây nhé.